Chuyển mưa hướng đông bắc quá trời đen rồi. Xin chào hết tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay chiều chuyển mưa quá rồi. Chiều nay nấu nồi cháo đậu xanh ăn. Với cháo đậu xanh ăn với gì? Cháo lưỡi gà. Hả? Cháo lưỡi gà, có ăn chưa? Trời đất à. Cháo lưỡi gà. Con nghe cháo. Cái lưỡi gà của con heo à? Cái lưỡi của con heo, thịt của con gà. Cháo lưỡi gà. Con cháo. Cháo thổi cái đèn. Nó thổi đèn. Ai chú vô. Thôi không tắt. Hướng Tây mới vừa sáng mây kéo tới nữa rồi. Vừa hướng Đông vừa hướng Tây. Cái lưỡi gà hả? Khô câu gà mà. Lưỡi gà bự dữ vậy. Gà tinh. Gà thì nửa con. Heo thì một cái lưỡi. Cái này em xào cái gì vậy? Xào gà. Lưỡi xào. Xào luôn, xào bỏ vô. Xào cho nó thơm. Đợi cái này nó sôi lên đi rồi hả, bỏ gà vô, nó chưa có sôi nè. Bỏ cái lưỡi này bự quá mọi người.
Món ăn có thể thiếu đường nhưng mà không thể nào thiếu muối. Món cháo thì không thể nào thiếu hành. Hành này là hành hương cộng cái nhỏ mà nó thơm lắm. Thơm đặc nồng luôn. Anh cũng biết hành hương nữa sao? Sao không biết? Đạo Thiên Chúa người ta đều biết hành hương. Cháo thì sớm giờ chín rồi, bây giờ hâm lại ăn. Ủa con ăn cơm này hả? Mẹ vừa về luôn. Chứ mẹ lên ăn cháo à. Ủa mẹ con ăn cơm này hả? Mọi người thấy gì ở phía sau cây xương rồng không? Cây nhà đam không? Có một cái đốm đỏ đỏ. Đốm đỏ đỏ đó chính là cái nhánh cái bông mà cái giống như cây bông huệ không gì, cái thân đó nó mọc với cây ớt. Chiều nay anh không mưa mà nắng rất là đẹp. Gió rất là mát. Khổ em nè. Để nhìn chín múc ra. Đâu tròn nữa không phải. Dạ. Ít cái gì chứ? Không có là chua. Hành không? Dạ mà ít cháo à. Cháo hả? Con dạ. Tô qua đây cho múc đi. Dạ. Lấy mấy tô qua đây cho múc. Bông khổ mẹ em có lên chứ. Dạ. Em tới kìa. Đây. Tới. Đây. Rồi mời mọi người ăn cháo. Cháo đi. Cháo gõ 5.000 tô. Còn cái đó đi con. Đừng bỏ nữa. Đấy con bà. Đổi vậy đó. Cổ xích vậy đó. Rồi cháo đi. Cháo đậu xanh nha. Kiếm cháo gì vậy?
cho khói ạ. Mà giật nha. Theo lưỡi giật. Lưỡi là không theo. Lưỡi giật thì bao nhiêu vậy? Đừng cháo lưỡi giật. Của cháo lưỡi gà chứ lộn. Cháo lưỡi gà. Đồ con ăn cái mồi bự chán. Quá ngon. Có gan không ăn mè với con gái. Bụng dặm tôi cháu không phải. Dạ. Sao hả? Nhăn gì con? Nóng. Thôi ngồi ăn để bỏng nữ. Con nguyên màu xanh nó béo quá hả bảy nè. Ừ. Ừ, cái miếng gần gần rộng. Ở Vinh Thắng. Tỏi là chiếc nhẫn đó. Đúng không? Hiện có 3 chiếc rồi. Có 3 chiếc rồi. 3 hay rồi. Xương mà tưởng đồng ý anh. Ăn con đưa về sớm rồi. Mà dễ dàng hả? Chi phải giờ đâu con dám que. Con không bị rồi. Thì nắng đưa về sớm rồi. Làm sao? Làm xong rồi hả? Ừ. Sửa xe mau hả? Thôi nó dẫn tao, tao quên nói mày. Có thật hả? Dạ. Sửa xong rồi. Áo xịu mà. Có gì ớn hả? Phút cao rồi. Đã sửa đây về. Hôm nay dặn tao quên hết. Quá trời dai luôn. Dai lắm hả? Hai cái nhà. Ngủi rồi. Cái này kia lại lùa, gột ở trong mình. Đâu ai biết cái này là cái phim đâu. Ghê. Đúng không? Vô cái lấy tay vậy. Che lại. Che lại đó biết. Vô quay vậy. Cháu rùa. Mấy chị ăn cháu rùa. Ăn hộp nha. Chị Tư tài trợ con rùa. Rùa đâu nha tài trợ. Bắt rùa của Đình dưới. Con mình bà ba. Hôm nay cái gốc dừa đó còn không? Cái khúc dừa còn hoa lúng mục hết rồi. Còn nó bơi ra rồi. Có khúc dừa đó nó leo luôn, khúc dừa nó nằm ngoài à. Chắc nó vô dèo bể nó ăn rốc rồi. Là vợ chồng đó. Là vợ chồng đó bắt rùa. Làm lớn rồi. Này bắt nó. Bỏ vô cái nồi cái nó gan. Nó lại nắp. Không. Nó tung ra chạy qua nhà mình ra. Nó bắt tầm mần tạng, nó nhậu. Bên này nó hút cháo hồng. Nó hút chung rùa. Vậy là cái sự tích cháo rùa. Nè thêm cái sừng cổ đó nè. Ngon luôn. Anh Vinh thương dạ. Sức mút toàn sừng cổ với chưa. Trời ơi, anh mút là mút đại mà. Đại, đâu có biết ai ăn tô nào đâu. Anh xui còn không biết tô anh tô này nữa đó. Anh xui để anh đại. Rồi bây giờ chiều rồi mình cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn và mọi người vào video sau nhé. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Cái ớt này hôm nay nó mới ra trái tím rịm hết trơn à. Cái ớt này như là Tết mua rồi xong rồi lấy hộp trồng á. Cây vú sữa mùa này bắt đầu nó có bông nữa rồi đó. Gần Tết nó sẽ có trái ăn được.
trái quá trời luôn. Cà lý na trái nhỏ nhỏ. Nhìn nó chiếc xe bự hơn đó. Bé ăn cho mau lớn cao lên chạy. Thắng lớn hơn Quyên lớn hơn 5 tuổi. 5 tuổi. Thắng cao hơn. Ủa, vậy thắng 12 tuổi hả? Không có, thắng 11 tuổi. Lớn hơn 4 tuổi hả? 4 tuổi. Phải thắng con tuổi con Châu phải không? Dạ. Con Châu 11 tuổi nè.